thì còn khoảng 2 tháng mấy ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Đấy, hoa giấy của mình đây là hoa tím Huế. Hoa này đã nở được hơn 1 tháng rồi. Bông nó đã không được tươi rồi, nó đã màu thẫm thẫm rồi. Thì này coi như là mình sẽ quyết định là cắt bỏ cái đợt hoa này để mình chăm sóc ép cho cây hoa giấy của mình nó ra hoa đúng Tết Nguyên Đán nhé, để chơi nhé. Cắt thế này cũng sót lắm các bạn, đang hoa đang chơi đẹp mà cả phải cắt bỏ này sót lắm, nhưng mà để có hoa Tết chơi thì bắt buộc phải làm thôi. Úi giời. Đấy, cắt bỏ hết nhé. Đấy nha. Sau khi mình đã cắt hết hoa rồi, đấy, mình sẽ tiến hành ép nó để đón một lứa hoa mới vào dịp Tết Nguyên Đán. Các bạn thấy nhá, sau 5-6 ngày nhá, mình xiết nước, cây hoa giấy này nó đang héo rũ ra rồi. Bạn nhìn bề mặt của lá này, héo, héo thâm hết rồi nhá, héo rũ rượi rồi. Đấy. Đấy, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu tưới là lại nước cho nó nhá. Đây mình tưới cho một cốc, cốc này tương đối to đấy. Đấy. Mình không tưới nhiều ngay mà tưới từ từ. Đấy, tưới từ từ để cây nó hồi nhá. Cứ tưới một cốc nước này. Hôm nay đã là ngày 16 tháng 11 nhá các bạn nhá. Còn đúng 1 tháng rưỡi nữa là Tết. Đấy, đây quyển lịch lịch cũ sắp hết rồi này. Đấy. Còn có mấy ngày nữa là hết hết Tết, đến Tết Dương lịch rồi. Hôm nay là 29 tháng 12. Sắp đến 31 tháng 12, sắp đến Tết Dương lịch rồi. Đấy, mình sẽ quay cái cây hoa giấy mình vừa ép nước nhá. Ép nước đến hôm nay là được 16-17 ngày rồi đấy. Đấy đây các bạn ơi. Đấy đấy là cây hoa giấy mình, cây hoa giấy mình cho leo trên ban công chung cư nhá. Vừa rồi là hết đợt hoa được hơn, mình chơi được hơn 1 tháng. Thì cuối tháng 10 mình đã cắt bỏ hết hoa nhé. Cắt bỏ hết hoa và cắt tỉa cành, dăm và lá. Những cái lá già. Và cắt bớt lá đi. Thì mình cũng đã có cái đoạn video trước đấy. Là trước khi mà cái cây hoa giấy này mình xiết nước. Thì cái lượng lá ở trên cây nó rất còn rất là nhiều. Thế vừa rồi hôm nay là đã là ngày 16 tháng 11. Tức là mình xiết nước từ mình cắt tỉa và xiết nước được khoảng 16 17 ngày đấy. Thì khi đến khi được 14 15 ngày thì mình bắt đầu tưới lại. Mình đã tưới, mình quay có đoạn đầu video mình đã tưới lại nước cho nó nhá. Tưới lại nước cho nó thì cây nó hồi. Và khi cây nó hồi cái thì cái lượng lá trên cây nó còn là nó chút nó hết xuống, chút hết xuống nhỉ. Các bạn nhìn này, đấy. Lá đầy. Đấy. Lá rụng đầy trên ban công nhá. Được không? Cái giai đoạn này là mình vẫn có thể chơi, nhưng mà mình là chơi gọi là chơi chơi cành, chơi dăm. Không có lá và có hoa. Sau khi mình tưới nước lại thì cái cây nó đã hồi và những cái lá non nó đã xanh. Và hình như là nó cũng đã bắt đầu nhú nhú lộc rồi. Đấy đây nhá, mình quay cho các bạn này, lá này. Lá nhiều chưa? Đấy sau khi xin nước các bạn. Sau khi xin nước thì lá hoa giấy nó rụng này. Cả lá và cả những cái hoa cũ nhá. Cả lá và những cái bông hoa cũ nó rụng hết xuống như này. Đấy, rất là nhiều luôn, ban công. Đây mình tiến hành mình quét gom lại cho các bạn xem nhé.
quét gom lá lại cho các bạn xem, nhiều vô kể luôn. Cái lúc mà giai đoạn mình xiết nước, mình chưa tưới nước lại ấy, thì cái lá này nó còn nó cũng héo, héo rất là héo rũ rượi, nhưng mà nó vẫn bám rất chắc ở trên cành. Thế nhưng mà khi đến khi mình tưới lại nước, mình tưới ít nhá, mình tưới có một cốc nước thôi. Sau khi mình tưới lại nước thì bắt đầu nó bắt đầu ấy, tưới lại nước thì nó bắt đầu rụng. Đấy này, rụng. Rụng coi như hết cây đấy. Đấy, các bạn nhìn này. Thấy không? Rụng hết còn trơ thân. Còn trơ thân nhá. Còn trơ cành với răm thôi. Và hiện tại là các cái lá non nó đã bắt đầu tươi trở lại. Đây, trơ hết, trơ khung luôn. Đấy, trơ khung, nhìn thấy bầu trời. Còn một số cái cánh hoa cũ mà mình chưa cắt được bỏ thì nó mỏng dính, nó bạc phách, sơ xác. Đây, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Hôm trước mình đã quay một cái video mình up lên cho các bạn xem, là chọn là lúc mình ngắt hoa nhé, ngắt bỏ hoa nó vào ngày 27 tháng 10 năm 2020. Thế còn hôm nay là ngày 16 tháng 11 thì nó đã như thế này đây. Sau khi ép nước, sau khi ép nước thì nó chỉ còn trơ cặm như thế này. Và sau cái video này mình sẽ đợi đến khoảng 20-25 Tết, mình lại sẽ quay lại tiếp một cái video tổng kết. Cái kết của nó lại là xem là nó có hoa hay không, có nụ, có hoa hay không, hay chỉ có lá. Đây, rất đẹp luôn nhá. Nhìn bầu trời. Hôm nay ở miền Bắc này nó có nắng đấy. Hoa giấy ở miền Bắc thì vào cái mùa này nó là mùa đông, cho nên là trời nó rất là rét, nhiệt độ toàn 15-17 độ, thế cho nên là nó cũng hạn chế cái sự phát triển của cây hoa giấy, cho nên là nó cũng khó làm hơn ở trong miền trong. Trong miền trong thì đơn giản, thời tiết nó ấm, cho nên là chúng ta chỉ cần xiết nước có khi chỉ khoảng 4-5 ngày là nó có hoa. Nhưng đây mình phải làm trong vòng khoảng 2 tháng. Thì bây giờ là sau 15 ngày rồi thì cây nó đã rụng hết lá, đã được ngắt nước kích thích, và bây giờ nó đã bắt đầu cho mầm lộc mới, đợt lộc mới đó. Hy vọng là Tết này là sẽ nhiều hoa. Đây, mình lần đầu tiên mình thực hiện trên cái cây hoa giấy ở ban công chung cư của mình nhá. Mình cũng học hỏi của anh em ở trên mạng thôi, là cái cách xiết nước và cái cách để chăm sóc cái cây hoa giấy cho nó ra hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán. Thì mình quay cái video trực tiếp để các bạn xem. Thế còn đây thì hôm 14-15 ngày thì mình đã tưới nước lại nhá. Mình đã tưới cho nó một cốc nước. Và hôm qua mình đã tưới lên hai cốc. Thế còn và mình hôm qua mình đã tiến hành bón phân lân. Đây này, phân lân này. Đó, phân lân. Phân lân mình không pha mà mình để trực tiếp hạt phân lân lên như thế này, xong là để cho nó ngấm dần nhá. Ngấm dần này, lân. Mình bón ít thôi. Đây, lần mình bón ít thôi, không nhiều đâu. Chắc là chỉ bằng quả táo. Chỉ bằng quả táo thôi. Mình nghĩ chắc là khoảng
một tuần cho đến tuần rưỡi nữa mình sẽ lại cho thêm một ít lân nữa để cho cây nó có cái ăn cho nó khỏe. Đấy, một lần nữa để cho các bạn xem lại nhá. Sau khi xiết nước cây hoa giấy này 15-16 ngày thì nó được như này đây. Trơ thân, trơ xương. Non bắt đầu bật.